Các pháp như thế ấy, chúng sanh ở nước kia nghe âm thanh này rồi, thầy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Này Xá Lợi Phất, ông chớ cho chim này thiệt là do tội báo sanh ra. Tại sao thế? Vì cõi nước của Phật kia không có ba ác đạo. Này Xá Lợi Phất, cõi nước của Phật kia còn không có tên của ác đạo, huống chi là có thật. Các thứ chim ấy đều là do Phật A-di-đà muốn cho tiếng pháp âm chuyển khắp mà biến hóa ra như thế. Các pháp như thế ấy là chỉ cho 5 căn 5 lực, 7 bồ đề phần, 8 thánh đạo phần đã nói ở trước. 25 đạo phẩm này cộng với 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, thành ra 7 khoa, 37 đạo phẩm. Chúng sanh ở nước kia là chúng sanh ở thế giới cực lạc, nghe thấy những âm thanh diễn sướng của các loài chim ở trên rồi, thể đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm về Tam Bảo. Này Xá Lợi Phất, đừng cho rằng những chim này là từ tội báo sanh ra, đừng cho rằng những chim này là từ ba ác đạo sanh ra. Tại sao thế? Vì lẽ gì? Vì thế giới cực lạc kia không có ba ác đạo. Ba ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì làm sao có các loài chim này được? Phật nói, này Xá Lợi Phất, ta nói cho ông biết, cõi nước của Phật kia còn không có tên của ác đạo, ở thế giới cực lạc ngay đến tên của ba ác đạo còn không có nữa, huống chi lại có ba ác đạo thiệt hay sao? Tất cả đều không có cả, những loại chim này đều do nguyện lực của Phật A-di-đà muốn cho pháp âm chuyển khắp mà biến hóa ra như thế. Đây đều là giúp cho pháp âm chuyển khắp mà dùng thần thông biến hóa ra các thứ chim ấy, chớ chúng không phải do ba ác đạo biến hóa ra đâu. Không giống như cõi nước của chúng ta đây, súc sanh là từ súc sanh đạo biến hóa ra. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia gió nhẹ lay động các hàng cây báu và các lưới báu phát ra âm thanh vi diệu giống như trăm nghìn thứ âm nhạc đồng trỗi một lượt. Ai nghe tiếng này rồi tự nhiên đều sanh tâm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Phật nói, này Xá Lợi Phất, ta nói cho ông nghe đôi chút về tình hình của thế giới cực lạc. Cõi nước Phật kia gió nhẹ lay động, gió nhẹ là gió rất dịu, gió không lớn, chỉ nhẹ nhẹ thôi, thổi vào 7 lớp hàng cây, 7 lớp lưới báu phát ra âm thanh vi diệu, trên lưới máu đều có chuông rung, một khi gió thổi qua đều rung vang lên. Thứ tiếng vang này cũng giúp cho người ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, giống như trăm ngàn thứ âm nhạc đồng trỗi một lượt. Thứ âm thanh này cũng giống như trăm ngàn thứ âm nhạc đồng tấu một lượt. Ai nghe rồi? Người nghe thứ âm nhạc này không phải là nghe rồi lại nảy sang ý nghĩ bất tịnh, mà là nghe rồi tự nhiên sanh ra tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Pháp, Nam Mô A Di Đà Tăng. Có người nói Nam Mô A Di Đà Phật câu này thì có, sao lại Nam Mô A Di Đà Pháp được? Bởi vì đó là pháp của Phật A Di Đà nói ra, lại cũng có chúng tăng của Phật A Di Đà giáo hóa mà có, thế thì tại sao không nói Nam Mô A Di Đà Tăng được? Cho nên đừng có thắc mắc, những điều tôi giảng là một nghệ thuật mới mẻ đấy, cũng giống như tôi giảng cho quý vị nghe về Niết Bàn như thế này. Niết là không sanh, bàn là không diệt, không sanh tâm dâm dục, không diệt trí huệ. Cho nên Phật đạt cảnh giới Niết Bàn thì không có tâm dâm dục nữa, ngài thanh tịnh, không nhiễm trước, không có ý tưởng nam nữ, tự tánh, thường sanh trí huệ, cho nên không diệt. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Này Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc thành tựu được công đức và trang nghiêm như thế đó. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Tại sao Đức Phật kia có tên là A-di-đà? Này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng, chiếu suốt mười phương cõi nước không bị chướng ngại, cho nên có tên là A-di-đà. Lại, này Xá Lợi Phất, mạng sống của Phật kia và nhân dân của ngài vô lượng vô biên A-tăng kỳ kiếp, cho nên có tên là A-di-đà. Này Xá Lợi Phất, Phật A-di-đà thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Lại, này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có vô lượng vô biên chúng đệ tử thanh văn, đều là bậc đại A-la-hán, không thể tính đếm mà biết được. Các chúng Bồ-Tát cũng nhiều như thế. Phật lại nói, này Xá Lợi Phất, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt có lòng thương nghĩ đến ngài Xá Lợi Phất. Đồ đệ này quả thật có được ít nhiều trí huệ, nhưng lại không biết hỏi, để ta nói cho ông ấy biết. Ý ông nghĩ sao? Trong ý nghĩ của ông cho là như thế nào? Tại sao Đức Phật kia có tên là A-di-đà? Đáng lẽ câu này là của ngài Xá Lợi Phất hỏi, mà ngài không biết hỏi, ngờ ngạch giống như đang nhập định vậy. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi giúp và đáp thay cho ngài. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng, A-di-đà dịch là vô lượng quang.
Cho nên nói Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng chiếu suốt mười phương cõi nước không bị chướng ngại, chiếu suốt mười phương cõi nước mà không có gì ngăn che ánh sáng ấy được, cho nên có tên là A-di-đà. Vì thế nên gọi Ngài là Phật A-di-đà. Lại, này Xá Lợi Phất, lại còn một nghĩa nữa. Mạng sống của Phật kia và nhân dân của Ngài đều vô lượng vô biên A-tăng kỷ kiếp. Mạng sống của Phật A-di-đà và nhân dân của Ngài có đến vô lượng vô biên A-tăng kỷ kiếp. A-tăng kỷ là tiếng Phạn, dịch là vô lượng số. Cho nên có tên là A-di-đà. Vì thế nên gọi Ngài là vô lượng thọ Phật. Phật A-di-đà thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Từ khi Đức A-di-đà thành Phật đến nay đã kéo dài 10 đại kiếp, mạng sống trong tương lai cũng vô lượng vô biên. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Phật kia có vô lượng vô biên chúng đệ tử thanh văn. Đức Phật A-di-đà ở thế giới Cực Lạc có rất nhiều đồ đệ là hàng thanh văn, đều là bậc A-la-hán. Những vị ấy đều đã chứng quả A-la-hán vô lậu, đều là những người không có tâm dâm dục, không thể tính đếm mà biết được, chẳng phải là số lượng tính kẻ bằng con số mà tính đếm được. Các chúng Bồ Tát cũng nhiều như thế. Số chúng thanh văn đã nhiều như thế thì số chúng Bồ Tát cũng nhiều như chúng thanh văn, không thể dùng con số mà tính đếm được. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc, chúng sanh sanh về đều là bậc A Bệ Bạt Trí, trong đó có nhiều vị nhất sanh Bổ Xứ. Số đó nhiều đến nỗi không thể tính đếm mà biết được, chỉ có để dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh nghe được điều này phải nên phát nguyện, nguyện sanh về nước kia. Tại sao thế? Vì được cùng ở một chỗ với các bậc thị thượng thiện nhân. Này Xá Lợi Phất, không nên cho rằng có chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà được sanh về nước kia đâu. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Cõi nước ấy đã thành tựu công đức quá nhiều như trên đã nói. Lại, này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc, chúng sanh sanh về đều là bậc A Bệ Bạt Trí. A Bệ Bạt Trí là tiếng Phạn, dịch là bất thối chuyển. Có ba thứ bất thối chuyển: vị bất thối, hạnh bất thối và niệm bất thối. Vị bất thối là không lui lại hàng nhị thừa, cũng không từ nhị thừa lui xuống hàng phàm phu. Niệm bất thối là mỗi ngày càng tăng thêm ý niệm tu hành. Hạnh bất thối là tu hành mỗi ngày một tăng tiến thêm. Tóm lại, chẳng cần biết tu hành được bao nhiêu ngày, hễ nghỉ một lần, nghỉ tức là thối lui, bất thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là bất thối chuyển nơi Phật quả. Trong đó có nhiều vị nhất sanh Bổ Xứ, trong đó có rất nhiều chúng sanh chỉ một đời có thể Bổ Xứ ở ngôi vị Phật, có thể thành Phật. Một đời đến trong hoa sen tức có thể thành Phật, sau đó nhiều đến nỗi không thể tính đếm mà biết được. Số mục này có nói cũng không hết được số nhiều, chẳng phải là tính số thí dụ mà có thể biết được. Chỉ có số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói. Chỉ có thể nói A Tăng Kỳ là có vô lượng vô biên, vô lượng số mà thôi. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh nghe được điều này phải nên phát nguyện, nguyện sanh về nước kia. Này Xá Lợi Phất, tất cả chúng sanh nghe được đạo lý mà Đức Phật Thích Ca chúng ta đã nói, đều phải nên phát nguyện sanh về thế giới Cực Lạc. Tại sao thế? Vì được cùng ở một chỗ với các bậc thượng thiện nhân, đó là nguyên nhân gì, đạo lý gì? Tại vì có thể cùng với các chúng thanh văn Bồ Tát đồng ở một chỗ với nhau. Này Xá Lợi Phất, không nên cho rằng có chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà được sanh về nước kia. Này Xá Lợi Phất, nói thì nói như thế, nhưng người không có căn lành, không có phước đức thì không cách nào sanh về thế giới Cực Lạc được. Phải là người có căn lành lớn, phước đức lớn, đời đời kiếp kiếp tu hành các ba la mật mới có thể sanh về thế giới Cực Lạc được. Không như thế thì không có cơ hội nào gặp được môn diệu pháp này. Cho nên nói là không nên cho rằng có chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà được sanh về nước kia đâu. Này Xá Lợi Phất, nếu có hạng thiện nam thiện nữ nào nghe nói về Phật A-di-đà rồi chấp trì danh hiệu Ngài, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày nhất tâm bất loạn, người ấy khi lâm chung thấy Phật A-di-đà cùng các thánh chúng hiện ra trước mặt. Khi chết, người ấy tâm không điên đảo nên được vãng sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà. Này Xá Lợi Phất, ta thấy những điều lợi ấy nên mới nói như vậy. Nếu có chúng sanh nào nghe ta nói đây, phải nên phát nguyện sanh về nước kia. Này Xá Lợi Phất, nếu có hàng thiện nam thiện nữ nào nghe nói về Phật A-di-đà rồi chấp trì danh hiệu Ngài, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, Xá Lợi Phất, nếu có hàng thiện nam tín nữ tu ngũ giới thập thiện nghe được danh hiệu của Phật A-di-đà chấp như tay nắm chặt đồ vật không thả,
Ý nói niệm danh hiệu Phật A Di Đà không lơi lỏng biếng lười, hoặc một ngày chữ hoặc có thể đổi thành chữ khổ hoặc là khó nhọc. Khó nhọc một ngày, khó nhọc hai ngày, khó nhọc ba ngày rất là khổ cực, vì từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối khó nhọc đến 7 ngày đạt đến mức độ nhất tâm bất loạn. Người ấy khi lâm chung, người ấy chờ đến khi chết, Đức Phật A Di Đà cùng các thánh chúng hiện ra trước mặt. Đức Phật A Di Đà tưởng nhớ đến chúng sanh: "A, chúng sanh ở thế giới Ta Bà đang niệm danh hiệu Ta, niệm đã được 7 ngày, cam chịu khó nhọc 7 ngày, Ta nên đáp ứng và giúp họ về cõi nước Cực Lạc. Bây giờ đã đến giờ rồi, mau mau đi giúp họ." Bấy giờ Đức Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Thành Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát cùng đến và đều đưa tay giúp người ấy về thế giới Cực Lạc. Dù có muốn rút lui cũng không thể được. Người ấy khi lâm chung tâm không điên đảo nên được vãng sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. Bấy giờ tâm của người ấy dù có tư tưởng điên đảo cũng không thể nói: "Tôi không muốn đi, nơi đó không có ý nghĩa gì." Người ấy không thể cự tuyệt lời mời gọi của Phật A Di Đà, tức khắc vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Này Xá Lợi Phất, ta thấy những điều lợi ấy nên mới nói như vậy. Phật tiếp tục nói: "Này Xá Lợi Phất, ta thấy những chỗ tốt đẹp và lợi ích như thế, cho nên mới bảo ông, nếu có chúng sanh nào nghe ta nói đây, phải nên phát nguyện sanh về nước kia. Giả sử có chúng sanh nào ở thế giới Ta Bà nghe ta nói những lời như thế này, phải nên phát nguyện, thì nhất định sẽ sanh về thế giới Cực Lạc. Này Xá Lợi Phất, như ta hôm nay ngợi khen lợi ích về công đức không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà, ở phương Đông cũng có Phật A Xúc Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Ấm. Giống như vậy, hàng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Nói lời thành thật, như vậy chúng sanh các ngươi phải nên tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật đều hội niệm này. Này Xá Lợi Phất, như ta hôm nay ngợi khen về công đức không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà, giống như tôi hiện đường khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà, những việc lợi ích này chẳng phải chỉ một mình tôi khen, mà ở phương Đông cũng có Phật A Xúc Bệ, tức là Tiêu Ta Diên Thọ Dược Sư Phật, tức Bất Động Phật, cũng tức là Phật A Xúc Bệ ở Kim Cang Bộ thuộc phương Đông, dịch là Pháp Thân Thường Trú Bất Động. Pháp thân chẳng những bất động mà lại còn thường trú nữa. Ý nói rằng trí Phật là bất động nhưng có thể động, giao cảm đến trí tánh sẵn có của chúng sanh. Phật Tu Di Tướng, tướng Phật vi diệu như núi Tu Di. Tu Di dịch là diệu cao, là núi lớn ở giữa biển, do bốn báu hợp thành, sáng rỡ, thấu suốt, gọi là diệu, cao hơn các núi, gọi là cao. Phật Đại Tu Di ở trên nói tướng của Phật, đây nói về công đức của Phật. Diệu cao là vua của các núi, dùng để so sánh với công đức bậc nhất của Phật. Phật Tu Di Quang ánh sáng là nói về trí của Phật, để nói lên trí của Phật cùng khắp. Phật Diệu Ấm, tứ biện, bát âm đều đầy đủ, giống như hàng hà sa số chư Phật. Bên trên là nói các vị Phật tiêu biểu, nếu nói đầy đủ thì có đến hàng hà sa số các đức Phật nhiều như vậy. Những đức Phật ấy mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Lưỡi lớn như thế thì làm sao nói được trùng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, có nghĩa là Phật Pháp lưu thông đến khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Nói lời thành thật như vậy, chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn này. Các Phật đều nói lời chân thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên khen ngợi và tin nhận công đức không thể nghĩ bàn này, và kinh được tất cả chư Phật đều hội niệm. Kinh A Di Đà này cũng như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu có chúng sanh nào tụng trì kinh này thì tất cả chư Phật đều bảo người ấy đến lúc mạng chung sẽ được chư Phật tiếp dẫn về thế giới Cực Lạc. Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương Nam có Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn. Giống như vậy, hàng hà sa số chư Phật mỗi vị đều ở cõi nước của mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Nói lời thành thật như vậy, chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hội niệm này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói xong, chư Phật ở phương Đông khen ngợi Đức Phật A Di Đà rồi. Bây giờ lại nói đến chư Phật ở phương Nam. Phật nói, này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương Nam cũng có rất nhiều Đức Phật dùng tướng lưỡi rộng dài mà thuyết pháp. Đó là những Đức Phật nào? Ấy là Phật Nhật Nguyệt Đăng, nhất thiết trí là mặt nguyệt, đạo chủng trí là mặt nhật, nhất thiết chủng trí là đèn đăng. Phật Danh Văn Quang, vì danh xưng được nghe khắp cả pháp giới. Phật Đại Diệm Kiên, hai vai Đức Phật phát ra ánh sáng,
Diệm biểu hiện cho đại huệ, kiên, vai, cánh vác chúng sanh. Phật Tu Di Đăng tức là Phật Diệu Cao Đăng, ánh sáng của thân vô lượng như núi Tu Di và Phật vô lượng tinh tấn. Đức Phật ngày đêm sáu thời thường tinh tấn, công phu không hỗn tạp gọi là tinh, không lui sụt gọi là tấn. Vì trong vô lượng kiếp, công phu hành đạo thành Phật, hóa độ vô lượng chúng sanh không ngừng nghỉ. Còn có vô lượng hàng hà sa số chư Phật như vậy ở các cõi nước phương Nam, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, nói Phật Pháp trùng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói với tất cả chúng sanh những lời chân thật, trí thành, không hư dối như thế này. Này chúng sanh các ngươi ở thế giới này hoặc thế giới khác, ở cõi nước này hay cõi nước khác, trong vô lượng vô số cõi nước đều nên sanh ba thứ tâm, tín tâm, nguyện tâm và hạnh tâm chân chánh để ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn. Của kinh này, bộ kinh A Di Đà này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ai hỏi mà tự nói ra. Nếu quý vị tin nhận, ngợi khen và chỉ tụng kinh này thì tất cả chư Phật sẽ đến hộ trì quý vị, cho nên phải đặc biệt phát tâm ca tụng ngợi khen Đức Phật A Di Đà và kinh A Di Đà. Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương Tây có Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Tướng, Phật Đại Quang, Phật Đại Minh, Phật Bảo Tướng, Phật Tịnh Quang, giống như vậy hàng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy, chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hộ niệm này. Phật Thích Ca Mâu Ni nói về phương Đông xong, chư Phật ở phương Nam khen ngợi Phật A Di Đà rồi, lại nói về thế giới phương Tây có Phật Vô Lượng Thọ, cũng tức là Phật A Di Đà. Nhưng các đức Phật đồng tên rất nhiều, Phật Vô Lượng Thọ có thể là Phật A Di Đà, vị đạo sư của thế giới cực lạc phương Tây, cũng có thể là một vị Phật khác, vì thế không nên chấp trước nhất định là phải hoặc nhất định là không phải Phật A Di Đà, phải cũng được mà không phải cũng được, không nên chấp trước. Trên sự thật không có một cái gì là phải, cũng không có một cái gì là không phải. Phật Pháp vi diệu như thế đấy, phải hay không đều là tâm phân biệt của mình thôi. Về phần chư Phật chỉ có một điều là không có tâm phân biệt, không phân biệt, nhưng mỗi vị đều có pháp tướng trang nghiêm riêng. Tuy mỗi Phật đều có pháp tướng trang nghiêm riêng nhưng không chướng ngại lẫn nhau, không giống như chúng ta. À, anh chơi xấu tôi à? Phật không có như thế, Ngài là anh hùng, anh chính là tôi cũng chính là anh. Vì thế chứng được cảnh giới vô thượng thì phải trái đều như nhau. Như vậy có vi diệu hay không? Người ta nếu muốn thành Phật thì phải không có tâm phân biệt, cũng không có tâm vọng tưởng, không có mảy may nào tâm dục vọng. Đó mới thiệt là vi diệu cực điểm. Vì thế mình không nên chấp trước. Như có thể biết đúng về Phật A-di-đà và Phật Vô Lượng Thọ thì cũng không nên phân biệt, không nên để tâm thái quá về mặt này. Phật Vô Lượng Tướng là vị Phật có vô lượng tướng, Phật có 84.000 vi trần tướng hào tùy cơ hiện hiện. Phật Vô Lượng Tràng là Phật có vô lượng vô số tràng phan treo bên trên để che đỡ. Tràng là nghĩa cao hiển, nghĩa trừ tà hiển chánh, lại trong rỗng ngoài tròn, tiêu biểu cho Phật tánh sáng suốt rỗng lặng mà sáng suốt đầy đủ. Phật Đại Quang, ánh sáng Đức Phật này chiếu sáng khắp nơi. Phật Đại Minh, quang là thể, minh là dụng, có quang thì minh chiếu mười phương. Hai Phật Đại Quang và Đại Minh đồng hiện lộ trí huệ to lớn, công đức trí báu của Ngài tướng sáng tròn đầy. Phật Tịnh Quang, sự thanh tịnh quang minh của Ngài chiếu khắp chúng sanh. Nói cho cùng thì có hàng hà sa số hút quá nhiều Đức Phật. Ở phương Tây có rất nhiều Đức Phật, mỗi vị đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài. Lưỡi của chúng ta không cách gì cho chùm một căn nhà, nhưng tướng lưỡi rộng dài của Phật, tướng lưỡi rộng lớn của Phật có thể che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Tại sao thế? Đối với Phật mà nói thì tam thiên đại thiên thế giới tức là một niệm, một niệm tức là tam thiên đại thiên thế giới. Dù là tam thiên đại thiên thế giới cũng không vượt ngoài một niệm, dù là một niệm cũng có thể trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Không nên chấp trước là Phật có lưỡi lớn như thế. Lưỡi rộng dài là biểu hiện pháp đến đâu thì tướng lưỡi Phật đến đó. Chúng ta cũng có thể hiện ra tướng lưỡi rộng dài được, như chúng ta đến chỗ nào giảng nói Phật Pháp, khiến cho Phật Pháp lưu thông đến đó thì cũng là trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Khi nghe Phật Pháp không nên chấp trước. Tuy lưỡi Phật có thể trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, nhưng ngay cả nhỏ như một hạt bụi cũng đều không có. Kỳ thật căn bản không có cái gì cả. Như vậy hẳn là Phật nói láo ư? Nếu Phật không nói láo thì làm sao chúng ta lại tin Ngài? Nói theo quan điểm chúng sanh thì hình như là hoang đường, nhưng đứng trên quan điểm của Phật thì là chân thật.
chớ không phải vọng ngữ đâu. Chúng sanh xem đó là vọng ngữ mà Phật xem đó là lời chân thật. Cũng lời nói ấy mà Phật nói ra là chân thật, mà chúng sanh nói ra là vọng ngữ. Điều này chẳng dễ dàng giảng cho rõ được. Nếu muốn hiểu rõ đạo lý này, phải không sợ gian khổ, gắng sức khổ công đi. Đừng nghĩ rằng nghe được Phật pháp 2 ngày rưỡi rồi cái gì cũng biết. Kinh cũng không tụng, Phật cũng không niệm. Không nên tự cho là đã tham thiền thì cái gì cũng không làm cả. Lại còn nói tôi rõ ý Phật, kỳ thật không có gì cả. Tôi đã học 5 năm rồi, cũng chẳng qua lại như thế, vì vậy tôi không học nữa. Bất cứ vấn đề gì tôi cũng không có gì nữa. Chúng ta nên biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu phước tu huệ đến 3 A Tăng kỳ kiếp, làm các việc bố thí để tu phước và học tập Phật Pháp để tu huệ. Ngài tu về tướng hào phải tu đến 100 đại kiếp mới được 32 tướng 80 vẻ đẹp. Tại sao chúng ta ngay cả một tướng một vẻ đẹp cũng không có? Tại sao người ta nhìn thấy bạn lại nói nó xấu lắm, ra sang nó ra? Nó không phải là người tốt, nhìn thấy nó là phát ghét rồi. Tại sao thế? Tại vì không tu hành cho nên không có đức hạnh. Vì thế ai ai cũng đều không thích nhìn thấy bạn. Lưỡi của Phật che khắp cả vũ trụ mà nói lời chân thật. Phật không dối gạt người, chẳng nên lấy tâm phàm mà đo lường trí thánh, lấy tâm của người phàm mà suy lường tâm của thánh nhân. Tôi đã từng một đôi lần nói với quý vị, hàng Bồ Tát sơ địa không biết được cảnh giới của hàng Bồ Tát nhị địa, Bồ Tát thập địa không biết được cảnh giới của Bồ Tát đẳng giác, sơ quả A-la-hán không biết được nhị quả A-la-hán, nhị quả A-la-hán không biết được tam quả A-la-hán. Sơ quả A-la-hán cho là việc mình làm là đúng, nhưng trên quan điểm của nhị thừa A-la-hán thì thấy việc ấy là sai. Nhị quả A-la-hán cho việc mình làm là đúng, tam quả A-la-hán nhìn thấy các vị ấy có ít nhiều sai trái. Tôi là sư phụ quý vị không rõ cảnh giới của tôi. Giả như quý vị biết rõ thì chẳng cần đến sư phụ nữa. Vì thế hãy suy nghĩ những điều tôi nói thử xem, chớ nên phản nàn. Ông ấy giảng quá nhiều. Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương Bắc có Phật Diệm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhật Xanh, Phật Võng Minh. Giống như vậy, hằng hà, sa số, chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức, khen ngợi không thể nghĩ bàn, và kinh được tất cả chư Phật đều hội niệm này. Chẳng những ở phương Đông, phương Nam, phương Tây, chư Phật đều khen ngợi Đức Phật A-di-đà, mà ở phương Bắc cũng có rất nhiều Phật ngợi khen Đức Phật A-di-đà. Phương Bắc có Phật Diệm Kiên, vị Phật này phóng ra ánh sáng từ vai của Ngài. Phật Tối Thắng Âm, tiếng nói của vị Phật này rất thù thắng, có thể được nghe khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Bạn nói, tại sao tôi không nghe được gì cả? Đó là vì bạn chưa ở trong tam thiên đại thiên thế giới của Ngài. Bạn đang ở trong thế giới này thì phải hòa đồng với thế giới này. Phật Nan Trở, trở tức là phá hoại, giáo pháp và công đức của Phật này không ai có thể phá hoại được. Phật Nhật Xanh, Nhật là chủ các tinh tú, nuôi dưỡng vạn vật. Phật là thầy của chúng sanh, khiến họ sanh trí huệ. Phật Võng Minh, lưới châu báu, ánh sáng của các hạt châu chiếu lẫn nhau, biểu thị ánh sáng trên thân Phật rực rỡ vô cùng. Giống như vậy, hàng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói những lời thành thật này. Công đức vi diệu không thể nghĩ bàn này là vô lượng vô biên, cho nên chư Phật đều hộ niệm kinh này. Do đó kinh này được chư Phật hộ niệm, cho nên công đức của kinh này không thể nghĩ bàn. Này Xá Lợi Phất, thế giới phương dưới có Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Chỉ Pháp. Giống như vậy, hàng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi, không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hộ niệm này. Đức Phật đã nói bốn phương Đông Tây Nam Bắc, các Đức Phật ở đó đều khen ngợi Phật A-di-đà rồi lại bảo Xá Lợi Phất. Ở thế giới phương dưới có Phật Sư Tử, Đức Phật này thuyết pháp như sư tử giống. Phật Danh Văn, tên Phật trong ba đời đến đâu cũng được ca ngợi. Phật Danh Quang, Đức Phật này chẳng những tên Ngài vang lừng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới mà ánh sáng của Ngài cũng chiếu suốt cả ba đời. Phật Đạt Ma tức là Pháp Phật. Phật Pháp Tràng, Đức Phật lấy Pháp làm bảo tràng. Phật Chỉ Pháp, Đức Phật chuyên môn đem Pháp phổ độ chúng sanh. Cũng có thể nói bây giờ chúng ta chuyên môn niệm tụng, tu trì Kinh A-di-đà, tương lai có thể thành tựu Phật Chỉ Pháp. Cũng có thể nói hiện giờ quý vị tụng kinh này tức là Phật Chỉ Pháp đấy.
Mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức, khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật đều hộ niệm này. Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương trên có Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Vương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Phật Như Tu Di Sơn. Giống như vậy, hàng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hộ niệm này. Phật lại bảo ngài Xá Lợi Phất, ở thế giới phương trên có Phật Phạm Âm, thanh âm của Đức Phật này thanh tịnh và rõ ràng. Phật Tú Vương, Đức Phật này vào thời quá khứ phát ra lời nguyện lớn và có lực mạnh. Phật Hương Thượng, giới hương thanh tịnh, đặng vô thượng diệu đế. Một khi đốt hương thì Đức Phật này liền đến. Phật Hương Quang, giới hương thanh tịnh, tức phát ánh sáng trí huệ hướng về Đức Phật này dâng hương. Ngài bèn phóng quang. Phật Đại Diệm Kiên, thế giới phương Nam từng có Phật Đại Diệm Kiên, ở thế giới này lại có Phật Đại Diệm Kiên nữa. Ánh sáng trên hai vai của vị Phật này là biểu thị cho hai trí quyền và thật. Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Đức Phật này dùng nhân hoa vạn hạnh để trang nghiêm quả đức vô thượng. Phật Ta La Thọ Vương, Ta La Thọ là cây bồ đề, Ta La dịch là kiên cố. Vương có nghĩa là tự tại, không có thứ nước nào thấm được vào cây này. Để ví như pháp thân của Phật, không một vật nào phá hủy được. Phật Bảo Hoa Đức, Bảo Hoa thanh tịnh mà sáng, biểu thị cho công đức của Phật viên mãn thanh tịnh. Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa, năm nhãn thấy khắp pháp nghĩa vô cùng. Phật Như Tu Di Sơn, núi rất cao lớn, Phật rất cùng khắp. Giống như vậy, hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài, trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật như vậy. Chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hộ niệm này. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Tại sao gọi là kinh được tất cả chư Phật hộ niệm? Này Xá Lợi Phất, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào nghe kinh này mà thọ trì và nghe được danh hiệu của chư Phật, thì những thiện nam thiện nữ ấy đều được tất cả chư Phật hộ niệm cho và đều được không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên này Xá Lợi Phất, các ông hãy nên tin nhận lời ta và lời chư Phật nói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi chư Phật ở các phương đông tây nam bắc trên dưới, rồi lại bảo ngài Xá Lợi Phất, theo ý ông thì kinh này sao gọi là kinh được tất cả chư Phật hộ niệm? Xá Lợi Phất mở lớn mắt nhìn một hồi đáp không được. Đức Phật chờ độ 5 phút mới nói tiếp. Ta nói cho ông biết, này Xá Lợi Phất, giả như có người thiện nam thiện nữ chỉ năm giới tu thập thiện, có thể tu chỉ niệm tụng kinh A-di-đà và không quên những danh hiệu của chư Phật đã nói ở trên, thì những thiện nam thiện nữ này cũng đều được chư Phật hộ trì. Người ấy liền được ba thứ bất thối là trụ niệm và hạnh, lần lần đạt quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế, này Xá Lợi Phất, các ông hãy nên tin nhận những lời ta nói. Mọi người đều phải nên tin nhận lời ta nói và lời chư Phật nói. Chúng ta thấy Phật thật là từ bi quá mức, chúng ta đều phải cảm động đến rơi lệ khi nghe Phật nói. Chúng sanh các ngươi bất luận là người lớn trẻ nhỏ đều phải nên tin tưởng và tiếp nhận lời ta nói với các ngươi. Quý vị cũng nên tin nhận lời tôi đang nói cho quý vị nghe đây mà không nên sanh lòng nghi ngờ. Không nên nói, tôi không biết đạo lý mà vị Pháp Sư Trung Quốc này nói có đúng không? Quý vị hãy nên tin những lời tôi nói. Quý vị chẳng những phải tin lời của Phật Thích Ca nói, cũng phải tin lời ngợi khen của chư Phật. Kinh này là khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn và được tất cả chư Phật hộ niệm. Cũng nên tin tôi hiện nói đạo lý của kinh này là chân thật không giả dối, không phải lời gạt gẫm. Vì thế quý vị đều nên phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc. Này Xá Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về nước của Phật A-di-đà, thì những người đó đều được không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở nước Phật kia, những người này hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh. Cho nên này Xá Lợi Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu ai có lòng tin, hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Đức Phật Thích Ca lại kêu ngài Xá Lợi Phất, giả sử có người đã phát nguyện trong quá khứ, đang phát nguyện, hiện tại đang phát nguyện, sẽ phát nguyện, chúng sanh vị lai phải nên phát nguyện. Người đã phát nguyện ở quá khứ đã sanh về thế giới Cực Lạc, người đang phát nguyện hiện tại cũng đang sanh về thế giới Cực Lạc, tương lai phát nguyện thì tương lai sẽ sanh về thế giới Cực Lạc.
Nhưng khi phát nguyện trước phải có lòng tin, tín nguyện hạnh là ba món tương đương của người tu theo pháp môn tịnh độ. Thứ nhất là phải tin có thế giới cực lạc, thứ hai là phải tin có Đức Phật A-di-đà, thứ ba là phải tin ta và Đức Phật A-di-đà nhất định có nhân duyên lớn, ta nhất định sẽ sanh về thế giới cực lạc. Có được ba niềm tin này rồi mới có thể phát nguyện sanh về thế giới cực lạc. Vì thế nói là nguyện sanh về tịnh độ ở phương Tây, phát nguyện sanh về Tây phương tịnh độ. Chẳng phải có người ép buộc bảo ta đi hay xô đẩy ta đi đâu. Tuy Đức Phật A-di-đà có thể tiếp dẫn ta, nhưng phải là ta tự đi mới được. Do đó phải phát nguyện thấy Phật A-di-đà, nguyện sanh về thế giới cực lạc, hoa nở thấy Phật, nguyện sanh về thế giới cực lạc, thấy Phật nghe Pháp. Nếu có thể phát nguyện như thế thì nhất định sẽ sanh về thế giới cực lạc. Nguyện rồi thì mới có thể hành được. Mà hành như thế nào? Chính là niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật như cứu lửa cháy đầu, giống như có người muốn chặt đầu ta, trộm đầu ta vậy. Cũng giống như Đức Lục Tổ Đại Sư biết có người muốn đến lấy trộm đầu mình sau khi Ngài viên tịch, nên Ngài dặn dò đồ đệ hãy bảo hộ đầu Ngài. Đồ đệ Ngài theo lời dặn bèn dùng sắt bao đầu Ngài lại, nên người đến trộm muốn chặt cũng chặt không đứt vì đầu đã được bảo hộ rồi. Huống chi hạng phàm phu chúng ta khi còn sống lại không gấp rút bảo hộ cái đầu của mình sao? Vì thế nói tu hành chính là niệm Phật chính là tu hành, tín hạnh nguyện chính là lộ phí tư lương vãng sanh về thế giới cực lạc. Tư lương cũng chính là lộ phí, cũng như bây giờ gọi là travel checks. Muốn làm được một cuộc lữ hành đến thế giới cực lạc, trước hết phải có chi phiếu. Người muốn sanh về cõi nước của Phật A-di-đà thì những người đó đều được bất thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đà. Nếu người muốn vãng sanh về cõi nước cực lạc đều có thể được ba thứ bất thối, tức là vị bất thối, niệm bất thối và hạnh bất thối. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đà cũng chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở cõi nước kia là ở thế giới cực lạc hoặc đã sanh, quá khứ đã phát nguyện, đã sanh về thế giới cực lạc hoặc đang sanh, hiện tại phát nguyện, hiện tại đang sanh về thế giới cực lạc hoặc sẽ sanh, tương lai phát nguyện cũng nhất định sẽ sanh về thế giới cực lạc. Cho nên này Xá Lợi Phất, vì lý do ấy nên này Xá Lợi Phất, các hàng thiện nam thiện nữ, cho nên tất cả thiện nam thiện nữ, nếu ai có lòng tin phải nên phát nguyện. Giả như có những người tin theo lời nói của ta thì phải nên phát nguyện. Đây là lời quyết định, không nên chần chờ một chút nào, nhất định mình phải phát nguyện. Phát nguyện thì có thể sanh về cõi nước kia, sanh về thế giới cực lạc. Này Xá Lợi Phất, như ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, các Đức Phật kia cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của ta. Và nói như thế này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm được những việc khó làm và ít có ở trong cõi nước ta bà, trong đời ác năm trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ngài giảng cho các chúng sanh nghe pháp tất cả thế gian khó tin này. Này Xá Lợi Phất, nên biết ta ở đời ác năm trược làm việc khó làm này, được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nói cho tất cả thế gian pháp khó tin này thật là rất khó. Phật nói kinh này rồi, Ngài Xá Lợi Phất và các tỷ kheo, tất cả người trời Atula ở thế gian nghe Phật nói rồi đều hoan hỷ tiếp nhận lễ Phật mà lui ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo thêm Ngài Xá Lợi Phất, ta lại cho ông biết một tin hay này, như ta hôm nay, giống như ta bây giờ đang khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của bộ kinh này, chư Phật ở sáu phương cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của bộ kinh này. Hơn nữa không phải chỉ riêng ta khen ngợi chư Phật, mà chư Phật cũng lại khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của ta nữa. Các ngài nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được những việc rất khó, ít có. Ngài thật là cao cả, ngài thật là hiếm có. Làm được những việc mà người ta không làm nổi, những việc khó khăn ít có trên đời, ngài đều có thể làm được. Người đã nghe kinh đều biết ý nghĩa của Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Năng nhân là giáo hóa tất cả chúng sanh, tịch mặc là hồi quang phản chiếu tu một thứ định. Năng nhân là động, tịch mặc là tịnh. Thường động thường tịnh, động tịnh không hai, đó gọi là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, đã tùy duyên mà lại bất biến, đã bất biến mà lại tùy duyên. Ngài là vô vi mà vô bất vi, vô tác mà vô bất tác. Vì thế Phật Thích Ca Mâu Ni là không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn ở chỗ nào? Ngài hay ở cõi ta bà. Ta bà là tiếng Phạn, dịch là kham nhẫn. Kham năng nhẫn thọ được điều gì? Kham năng nhẫn thọ được những điều đau khổ. Bởi vì ở thế giới ta bà chỉ có khổ mà không có vui,
Nhưng chúng sanh ở thế giới này có tánh nhẫn nại rất to lớn, có thể nhẫn nại được các nỗi khổ ấy. Ở cảnh giới khổ mà không biết là khổ, vì thế nên gọi thế giới ta bà là đầy ác năm trược. Thế giới ta bà có năm thứ trược, ác thế thì rất xấu, mà Phật đã thành Phật được, tại sao chúng ta không thể thành Phật được ư? Nhân vì chúng ta bị đầy ác ngũ trược này vây hãm. Ngũ trược này giống như bùn vậy, chúng ta rút chân này lên thì chân kia bị lún xuống, rốt cuộc không có cách nào rút chân ra khỏi đầy ác ngũ trược được. Nhưng Đức Phật Thích Ca rất có bản lãnh, rất có thần thông, Ngài có thể bảo ta nhảy một cái là ra khỏi ngay. Do nhảy một cái mà được ra khỏi nên có câu: trong một sát na lìa ngũ trược, trong một sát na mà lìa được năm trược ác thế. Sao gọi là ngũ trược? Một kiếp trược, đó là thời gian ô trược. Sự ô trược thời gian do đâu mà có? Thời gian ấy bốn trược kia càng ngày càng thêm, càng ngày càng dữ dội, và lấy sự gia tăng của bốn trược kia làm bản thể của nó. Phải có sự giúp đỡ của bốn trược: kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, mới có thể biến thành kiếp trược được. Cho nên kiếp trược lấy sự gia tăng của bốn trược kia làm bản thể hừng hực mãi không ngừng, làm tướng của nó như lửa càng cháy càng bùng lên là tướng của nó. Hai, kiến trược lấy năm lợi sử làm bản thể của nó. Năm lợi sử là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Kiến trược này lấy sự hiểu biết lầm lạc về sáu giác tri làm tướng. Sự này là đạo lý đúng thật, nhưng nó lại tưởng là thiên lệch, thành ra tà tri tà kiến, ấy gọi là biết lầm về sáu giác tri. Ba, phiền não trược lấy năm độn sử làm bản thể của nó. Năm độn sử là tham sân si mạn nghi, lấy phiền não bức bách làm tướng. Bốn, chúng sanh trược, thứ trược này lấy ba duyên hòa hợp làm tự thể. Ba duyên là duyên cha, duyên mẹ và nghiệp duyên của chính mình, lấy sự luân hồi không dứt làm tướng. Có ba duyên hòa hợp rồi mới luân hồi không dứt, lặn đầu này trồi đầu kia, đời này họ Trương, đời sau họ Lý, hoặc đời này làm tỳ kheo ni, đời sau làm tỳ kheo, rồi đời sau nữa làm tỳ kheo ni nữa, sau tỳ kheo ni lại làm tỳ kheo nữa, thật là kỳ diệu biết bao. Như thế chuyển tới chuyển lui luân hồi không dứt. Năm, mạng trược, mạng là sức nóng, hơi thở và thức. Lại có thuyết là tuổi thọ sức nóng và thức làm thể, lấy sự rút mất tuổi thọ làm tướng. Từ nhỏ tới lớn, từ lớn tới già, từ già tới chết, đó là tướng của mạng. Trên đây là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ở trong đời ác ngũ trược, chứng được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói cho các chúng sanh nghe pháp tất cả thế gian khó tin này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính mình đã biết rõ, nói thứ pháp này là pháp rất ít người có thể tin được. Này Xá Lợi Phất nên biết rằng, này Xá Lợi Phất, ông nên biết rằng ta ở đầy ác năm trược làm việc khó làm này, được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nói cho tất cả thế gian pháp khó tin này thật là rất khó. Ta ở trong đầy ác ngũ trược chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói cho tất cả thế gian nghe thứ Phật pháp rất khó tin này thật là việc hết sức khó khăn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như thế, nhưng tôi, lời của Hòa Thượng, lại nói là rất dễ dàng. Tại sao thế? Chỉ cần niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên rất là dễ dàng, đã không tốn tiền lại không tốn sức tốn thời gian. Vì thế tôi nói pháp môn này là một pháp môn dễ dàng quá sức. Phật nói kinh này rồi, Phật Thích Ca Mâu Ni nói bộ kinh A Di Đà này rồi. Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất và các tỳ kheo cùng tất cả người trời Atula. Atula này bao gồm các trời dòng tám bộ, Khẩn Na La, Cản Thát Bà, Ca Lâu La, vân vân. Nghe Phật nói, nghe những lời Phật nói đều hoan hỷ tiếp nhận lễ Phật mà lui ra. Những người ấy đều vui sướng vô cùng, cúi đầu đảnh lễ tạ ơn Phật đã nói kinh này để cứu độ chúng sanh. Quý vị xem, các vị A-la-hán ấy đến cúi đầu đảnh lễ Phật để tạ ơn. Quý vị bây giờ nghe được giáo pháp này đều là do ngày xưa có căn lành lớn, có nhân duyên lớn với Phật A-di-đà, nên mới có thể nghe được kinh A-di-đà và niệm Phật A-di-đà vậy.